chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng Di xem thử bên trong một quả bi laser thì sẽ có những gì nha. Bây giờ Di sẽ tiến hành tháo quả BZ2 Pro này ra. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tháo từng bộ phận ha. Phần chụp lens bên trên và cái phần thân đèn là chóa đèn, cũng như là cái phần quạt tản nhiệt. Di sẽ sử dụng một cái vít ốc 6 cạnh. Di sẽ mở cái chụp đèn ra trước. Thì chụp đèn của BZ2 Pro lần này á, như trong cái clip review mà đập hộp thì Di cũng có nói rồi, cái thiết kế của BZ2 lần này rất là đẹp luôn. Và cái phần chụp đèn cũng là thiết kế một cái màu cam riêng biệt. Khi mà lắp vào trong xe thì chúng ta sẽ không thấy cái phần thân nữa, nhưng mà sẽ thấy cái phần chụp lens này với lại cái lens. Thì lúc đấy mình sẽ nhận biết ra ngay đây là BZ2 Pro, tại vì cái phần chụp này quá khác biệt. Đây là cái phần chụp lens của chúng ta thì hầu như mọi người cũng khá quen thuộc rồi. Cái phần lens á, nó sẽ giống như một cái thấu kính hội tụ ha. Thì trong tiếng Anh người ta gọi nó là projector. Thì projector vừa có nghĩa là đèn pha, vừa có nghĩa là một cái máy chiếu. Thì nó cũng gần giống vậy, bởi vì nó sẽ chụm cái nguồn ánh sáng và đi ra cái thấu kính này. Cũng giống như một cái máy chiếu thu nhỏ. Rồi, mình sẽ đặt ở đây nhé. Và đây, khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy ở đây là khu vực của cuộn hút cốt pha. Thì nó sẽ có một cái màng trắng ha. Bên trong đây sẽ có một cái cuộn hút cốt pha. Và đây chính là cái cuộn hút chức năng của cái công suất 7W ở đây mọi người. Tại vì tổng cái quả bi của chúng ta là 65W, trong đó cốt thì là 58W. Vậy thì 7W chính là cái công suất của pha, cũng là cái khả năng làm việc của cái cuộn hút này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một màng chập để dỡ ánh sáng ra khi mà chúng ta đã pha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tháo cái phần chóa phản xạ ra nhé mọi người. Chóa phản xạ thì Di thấy inox rất là mịn luôn. Những cái ống ánh nó mịn ghê lắm mọi người, nhìn khá là đẹp. Chúng ta phải luôn nâng niu và nhẹ nhàng với chóa phản xạ, bởi vì cái lớp mà phủ trong đây rất dễ bị chày ha mọi người. Thì đây là cái chóa phản xạ của chúng ta. Thì nếu mà mình quan sát kỹ thì cái chóa phản xạ của BZ2 Pro được thiết kế với một cái hình dạng, nó những cái chi tiết được cắt xén nó sắc sảo hơn. Chóa phản xạ là một trong hai yếu tố quan trọng quyết định đến ánh sáng của đèn nha mọi người. Như cái đường ở đây á, đường cắt này sẽ là cái đường chân sáng khi mà ra thực tế, bởi vì khi ánh sáng chiếu ra thì cái này nó sẽ bị phản xạ ngược lại ha. Cái này sẽ là vùng chân sáng đó, vùng chân sáng sẽ là cái hình này đây. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy mình có 9 chip led đây mọi người, 9 chip led ha. Và cái sẽ ký hiệu cho chúng ta 9 chip led này là loại V1.1. À, khi một cái quả bi mà tích hợp cả cái bộ phận driver là cái bộ não của đèn á, driver là cái trung tâm điều khiển á, và tích hợp chip led cũng như tất cả mọi thứ vào bên trong một cái quả bi có kích thước nhỏ nhắn như thế này, thì chúng ta sẽ thấy á, là sẽ cần phải một cái khả năng tản nhiệt cao để mà nó làm mát á mọi người. Thì lúc này người ta sẽ đầu tư chúng ta một cái quạt phải có được cái độ thông gió tốt nè, phải tạo ra được cái đối lưu gió nè. Đấy, và cái quạt của chúng ta hoạt động với cái công suất nó mạnh mẽ hơn. Và với những sản phẩm cải tiến dòng Pro của Azetta, trong đó là có Z16 Pro và Z2 Pro là những dòng Pro, thì quạt sẽ được cải tiến và nâng cái công suất tản nhiệt lên cao hơn so với những cái dòng trước đây. Mỗi dòng mới được ra mắt á, thì người ta lại tinh chỉnh một xíu, tinh chỉnh chóa phản xạ một xíu, tinh chỉnh chip led một xíu, nó sẽ và quạt tản nhiệt mỗi thứ sẽ được tinh chỉnh và cải thiện hơn để mà cái ánh sáng được tốt hơn. Nói như thế không có nghĩa là những dòng trước đây thì là không có ok, nhưng mà ở mỗi thời điểm thì nó sẽ phù hợp nhất định. Và như những dòng của nhà đôi mắt đi thì ít led rồi mọi người thấy không? Cho dù trải qua rất là nhiều cái sự thay đổi phát triển của đèn, nhưng ít led rồi đôi mắt vẫn là một trong những cái sản phẩm bi led khá là nổi tiếng, bởi vì cái ánh sáng cũng như cái khả năng làm được của bi đấy.
chúng ta sẽ có một cái quạt tản nhiệt ở phía sau như thế này. Và cái hoạt động của quạt tản nhiệt là như thế nào? Hoạt động của quạt tản nhiệt sẽ đưa gió vào bên trong, đưa gió đi qua những cái khe đồng ở đây và sẽ làm mát cho chip LED nè, rồi diode laser nè, driver nè, và đồng thời cũng sẽ dẫn nhiệt từ bên trong này đi ra bên ngoài. Nó gọi là cái quá trình đối lưu gió, cũng như là sẽ, nhưng mà nhiều nhất sẽ là thổi gió vào. Khi mà cái xe của chúng ta di chuyển thì luồng gió sẽ được đèn bật lên, được hoạt động với công suất 65W, rất là mạnh mẽ. Bởi vậy nên nó cần phải tản nhiệt, nên Duy luôn nhắc đến cái hệ thống tản nhiệt ở trong mỗi một cái quả bi. Và bây giờ chúng ta sẽ tháo cái phần mặt sau ra ha. Thì ở đây sẽ là cái khu vực của mạch điều khiển. Và ở phía sau cũng sẽ có một cái có phản xạ nhỏ. Và ngay khi chưa tháo thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây sẽ có một cái diode laser. Đây. Tức là khi bật pha ngoài ba chip LED á, thì nó sẽ có song song với cái diode laser nữa. Và những cái sản phẩm công nghệ mới của Audium á, mọi người sẽ có một cái tính năng rất là đặc biệt, đó là cái khả năng sáng kết của ba chip LED pha. Tức là khi mình bật code thì ba chip LED pha này cũng sáng luôn và sẽ hỗ trợ một phần ánh sáng cho code, giúp cho ánh sáng code dày hơn. Nó rất là hay ở cái điểm đấy. Rồi bây giờ Duy sẽ tháo cái mặt sau nhé. Ở mặt sau thì trước khi chúng ta thấy cái mặt LED đó, chúng ta sẽ luôn có một cái lớp cũng như cái lớp case bảo vệ. Thay vì cái case đó chúng ta bảo vệ cho điện thoại thì trong cái những con đèn này thì chúng ta sẽ hãng thêm một cái lớp case nữa để bảo vệ cho cái mặt LED, bởi vì đây là cái mặt quan trọng nhất, cũng giống như một cái main chính của cái đèn thì bảo vệ cho cái main. Và bên dưới chúng ta sẽ có một cái chó phản xạ nhỏ cùng với ba chip LED ở bên dưới và một diode laser. Và như vậy trong một quả bi laser Z2 Pro sẽ có những gì? Vẫn là một cái phần lens và chụp lens như những quả bi khác, vẫn là hai chó phản xạ, nhưng chó phản xạ có sự tinh chỉnh hơn về cái mặt thiết kế, những cái đường cắt nó sẽ sắc sảo và tinh tế hơn, và họ sẽ tinh chỉnh một chút vào chó phản xạ để cho cái ánh sáng đi ra nó khác biệt. Thì trong cái phần mà test ánh sáng mọi người xem, mọi người sẽ thấy được điều này, cũng như là về chip LED sử dụng cái công nghệ chip LED tiên tiến hơn nè. Rồi bên cạnh đó thì sử dụng diode laser cũng như là cái main chính cũng sẽ được cải thiện. Đó là những gì mà Z2 Pro mang đến cho người dùng trong cái sản phẩm ra mắt lần này. Thì hy vọng Z2 Pro sẽ trở thành một trong những cái người bạn đồng hành đến quý vị để an tâm hơn cho những hành trình của mình. Xem thêm những sản phẩm khác của Ayesta và những đại lý lắp đặt Ayesta tại website ayesta.com.vn, và những thắc mắc hãy liên hệ với hotline 0339 11188 để biết thêm thông tin chi tiết mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.